Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Bóng Chuyền Sport. Đây là trận chung kết của giải đấu được tổ chức tại thành phố Cần Thơ giữa hai đội Uni 1 và đội Lê Minh. Trong trang phục màu đen đỏ là đội của Uni 1, có sự góp mặt của Tấn Mãi và Tấn Phát. Trong trang phục Lusubu là đội của Lê Minh, có sự góp mặt của tài năng trẻ 2K7 Hu Đen và Quy Sức thuộc biên chế bãi biển Senex Khánh Hòa. Bên cạnh đó còn có sự phục vụ của Đạt Học Sinh, Đại Dĩ và Hia Trắng. Hứa hẹn đây là một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Các bạn xem nhớ để lại một like và đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo. Còn hết rồi. Vừa rồi là một pha khởi động của Quy Sức. Tiếp tục là Đạt Học Sinh và đây là Hu Đen. Vua khởi động. Đang lưới. Đây là Quy Sức. Quy Sức sửa lưới. Sức hai lưới. Phát điểm 0-0. Rồi. Phát bóng. Đạt Học Sinh xử lý bóng tốt. Điểm cho Lê Minh 1-0. Tấn Phát tập bóng không qua lưới, điểm cho Lê Minh 2-0. Trắng bóng chạm lưới, điểm cho Uni 1-2. Ơi phát bóng hỏng, điểm cho Lê Minh 3-1. Đập bóng chạm tay ra ngoài, điểm cho Uni 2-3. Đánh tốt, điểm cho Uni 3-3. Hu Đen bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm cho Lê Minh 4-3. Quá đẹp. Điểm cho Uni 4-0. Hu Đen móc Hu Đen, điểm cho Uni 5-4. Chơi lại, chơi với lại ơi. Quy Sức. Quy Sức. Quy Sức. Đập bóng tốt, điểm cho Lê Minh 5-0. Không biết tóc tao mày đi quýnh mình hỏi sao. Quá khó chịu. Đẹp. Đập bóng tốt, điểm cho Uni 6-5. Hu Trắng xử lý bóng tốt, điểm cho Lê Minh 6-0.
Tấn phát. Tấn phát. Tấn phát. Bóng tốt cho Tấn phát. Điểm cho Uni 7-6. Quy sức. Bỏ lỗ ngoài quá đáng tiếc cho quy sức. Điểm cho Uni 8-6. Phát bóng không qua lưới. Điểm cho Lê Minh 7-8. Phát bóng hỏng. Điểm cho Uni 9-7. Ngoài quá đáng tiếc cho đàn học sinh. Điểm cho Uni 17. Điểm cho Uni 11-7. Bóng tốt. Cho Lê Minh 8-11. Điểm cho Uni 12-8. Đập bóng tốt. Điểm cho Lê Minh 9-12. Điểm cho Uni 13-9. Xử lý bóng ngoài. Điểm Uni 14-9. Bóng tốt cho Hồ Đen. Điểm 10-14. Quá đẹp đó. Con kia. Đây nè. Trời. Thắng gì vậy?